Không ai bị sốc khi củ khoai tây trên chiếc ghế dài trên Netflix vĩnh viễn phát triển chứng mất trí nhớ. Nhưng các đặc điểm tính cách thực sự có thể dự đoán ai sẽ phát triển chứng suy giảm nhận thức. Một nghiên cứu được công bố vào tháng 4 trên tạp chí Nhân cách và Tâm lý xã hội cho biết có một mối liên quan. Nghiên cứu cho thấy những người đạt điểm cao về tính hướng ngoại, cao về sự tận tâm hoặc về chứng loạn thần kinh thấp có nhiều khả năng có chức năng nhận thức bình thường về lâu dài. Tính hướng ngoại bao gồm các đặc điểm nhiệt tình, quyết đoán và nói nhiều. Sự tận tâm được đặc trưng bởi năng lực, sự nghiêm túc và kỷ luật tự giác. Những người loạn thần kinh được cho là hay lo lắng, trầm cảm và cảm xúc không ổn định. Dữ liệu trong nghiên cứu này được lấy từ khoảng 2.000 người tham gia vào nghiên cứu dọc về người lớn tuổi ở khu vực Chicago, dự án trí nhớ và lão hóa nhanh, MEP. Việc thu thập dữ liệu bắt đầu vào năm 1997 và bao gồm các kết quả từ đánh giá nhân cách và nhận thức hàng năm. Tuổi trung bình tại thời điểm ban đầu của những người tham gia là 80 tuổi. Các nhà nghiên cứu đã đánh giá các đặc điểm tính cách bằng cách sử dụng bảng kiểm kê 5 yếu tố NELFI. Họ đã điều chỉnh các yếu tố khác như nhân khẩu học, các triệu chứng trầm cảm và sự hiện diện của alanine-apolipoprotein epsilon-4 liên quan đến chứng mất trí. Theo nghiên cứu, những người đạt điểm cao hơn về đặc điểm tận tâm ít có nguy cơ mắc chứng suy giảm nhận thức nhẹ trong quá trình nghiên cứu. Suy giảm nhận thức nhẹ được định nghĩa là giai đoạn giữa suy giảm nhận thức bình thường do lão hóa và suy giảm nhận thức nghiêm trọng hơn liên quan đến chứng sa sút trí tuệ. Mặt khác, chứng rối loạn thần kinh có liên quan đến tăng nguy cơ rối loạn chức năng nhận thức. Việc ghi thêm một độ lệch chuẩn trên thang điểm chứng rối loạn thần kinh có liên quan đến việc tăng 12% nguy cơ suy giảm nhận thức nhẹ. Kết quả tương tự đối với những người hướng ngoại cao. Tính hướng ngoại cao cũng có liên quan đến việc tăng khả năng cải thiện nhận thức. Những người bị suy giảm nhận thức nhẹ có nhiều khả năng trở lại không bị suy giảm nhận thức nếu họ hướng ngoại cao. Tác giả chính của nghiên cứu, Tomiko Yoneda, nói rằng tính hướng ngoại cao và rối loạn thần kinh thấp có thể có tác dụng bảo vệ trong việc giúp mọi người phục hồi sau khi họ nhận được chẩn đoán suy giảm nhận thức nhẹ. Yoneda cũng nói thêm, các đặc điểm tính cách phản ánh các mô hình suy nghĩ và hành vi tương đối lâu dài, có thể ảnh hưởng tích cực đến việc tham gia vào các hành vi và mô hình suy nghĩ lành mạnh và không lành mạnh trong suốt cuộc đời. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!